Hello, chào mừng mọi người quay trở lại với Minecraft. Mình quay nãy giờ rồi mà mình quên mất không bật facecam. Kết quả là bây giờ mình phải quay lại. Mình giỏi quá. Với các bạn thì mình ngồi mình tự nói chuyện một mình nãy giờ và mình không quay cái gì cả. Bây giờ mình mới bắt đầu quay. Trong cái lúc mình quay đấy, mình đã có ý định là mình sẽ dọn nhà sang cái chỗ khác ở. Tại vì với các bạn cái khu này mình xây ấy, thì mình đang ở nằm trên một cái hòn đảo to hơn thôi, không có gì đặc biệt cả. Với cả cái vấn đề ở đây nữa là hôm nay mình làm à hôm qua hôm kia mình lên mình đọc comment Minecraft thì có bạn chỉ cho mình một cái địa chỉ, cái vị trí của cái đền thờ nước. Đây là một cái chức năng mới có ở trong cái bản Minecraft 1.8 này. Mình nghĩ mình sẽ nên đến kiểm tra ở địa chỉ 2-29861 và 328. Thì ok, mình có nhiều bạn cũng kêu là một cái texture pack trước mình để hơi xấu, nên mình nghĩ mình sẽ cài cái Doku Craft này với cả thêm cái shader. Ok, mặc dù sẽ hơi tối với mình không thích shader lắm. Fuck, tại sao mình để ok, mình muốn gọi là lưu giữ kỷ niệm ở nơi này. Mình sẽ đặt tên khu này là Khải BH Game. Mình S House, khu nhà coi như cái nhà đầu tiên. RIP, nhà đầu tiên của mình coi như mình sẽ vứt ở đây và không bao giờ quay trở lại đây nữa. Mặc dù nó khá là đẹp, mình sẽ thử đến cái đền thờ dưới nước xem nó như thế nào. Trừ 29861328, trừ 29861328 thì xem là nó là trừ, mình sẽ đi thẳng ở đây và 328 nó sẽ bên này, sẽ đi đi chéo sang kia. Ok, ta sẽ làm cái thuyền. Chắc là chỉ cần một cái thôi, chả cần hai cái. Mình khá là thích cái Doku Craft này. Xin lỗi, gặp tí vấn đề. Fuck, ấn nhầm. Ok, mình hồi trước mình rất là hay chơi cái tích cái resort pack này. Lúc đấy còn được gọi, vẫn còn được gọi là texture pack, nhưng mà bây giờ thì nó gọi là resort pack tại vì nó bao gồm cả tiếng động của game nữa. Mình khá là không thích cho lắm. Này, xem nào, chúng ta sẽ đến khu vực trừ 298 sẽ sang tít ở bên này. Mình phải đi khá là xa đấy, lênh đênh trên biển khá là lâu ngày đấy. Sao lại tăng lên rồi? Shit. Rồi, ok, đúng rồi, đây đây mới đúng đường. Ok. Chả hiểu sao đi kiểu gì cũng lại cái x nó lại tăng lên, cả cái y của mình nó cũng bị giảm xuống à? Sao lại thế? Y nó phải tăng lên chứ. Rồi ok, hướng này là hướng đúng đấy. Y là 328 đúng không? Sao có phải giật nhỉ? Chắc nó đã à, nó lốt chăng nên nó sẽ phải giật. Tất nhiên là mình mong chờ gì, máy mình nó cũng đâu phải nỗi xịn lắm đâu. Memory mình lên 62%, 66 khá là kinh, lên khá là nhiều, khá là sợ. Oh, what? Tự nhiên giật, nó cất tải cái đảo mới ấy. Ok, đây có vẻ là cái đảo mình không mong chờ gì lắm. Trừ 298328 à? Có vẻ khá là xa đấy. Nó sao lại tụt được rồi? Ôi, tụt rồi. Tụt. Shit. 203 rồi kìa. Ôi, cái gì thế? Lâu lâu tự nhiên nó giật phát mình cũng sợ đấy. 328. 328 nào? 328 nào? 328 4 sit. 32, thế là mình sẽ phải đi từ mình đi thẳng cái đường này á. 328 328 328 328 328. Ủa xa thế nhở? Sao mà các bạn có thể đến được cái chỗ này? Stop. Rồi. Bây giờ chúng ta sẽ đi về hướng x. Số là trừ 298. Làm sao có bạn nào có thể tìm một cái chỗ này nhỉ? Mình cũng thấy phục, giỏi thật. Ồ, thế là lênh đênh giữa biển à? Vãi trưởng rồi. Có vẻ có lẽ chúng ta... Ồ. Uầy. Shit. Phục. Thế thì xong rồi đấy. Nó lại lênh đênh ở giữa biển à?
Ôi xong rồi, thôi đi tôi rồi. Mong chờ kiếm được cái hòn đảo kết quả là bây giờ thế một cái đất liền nào đấy kết quả là như này đây rồi. Đẹp rời rồi. Úi dồi ôi, cái gì đấy? What the fuck? Thế là có vẻ đến đền thờ dưới biển đấy. Cái con đấy xuất hiện tức là đến đến đền 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 thờ dưới biển đấy. Vai. Đau tim thế. Mình chạy thẳng ở cái chỗ ra cái theo hướng 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 x kìa. Sau này mình chạy thẳng ở đây là vừa. Vai trường đó tìm thế nhỉ? Ok. Chả thấy cái đảo nào xung quanh đây cả. Vớ vẩn mình lạc mã. Nghe lời kẻ gian đi đi kiếm đền thờ dưới biển giờ kết quả mình chả biết là mình làm yêu ơi. Anh đây giữa biển rồi. Tại tại đây là lý do đây là ngoài cái lý do ở đây rồi, đây có hòn đảo này, đây không biết là hòn đảo hay đất liền nên mình mong là đất liền nhưng mình không muốn ở một cái hòn đảo tí nào. Lý do tại sao mà mình rời cái hòn đảo à, cái đất cái chỗ mình đang xây nhà để đi kiếm chỗ khác thì đấy thực ra chỉ là một hòn đảo thôi và hòn đảo thường chả có quái gì cả, chả có quái gì đâu. Ô này có vẻ ra gì ấy, ra gì ấy, ship phát thì sao. Ok. Okay. Đây là một cái mình đã mong chờ, đây là đất liền. Ôi dồi làng tốt thế còn gì nữa, không có gì cả. Ok ổn thôi, thế cũng được, mình không thắc mắc nữa. Tuyệt vời, tắt đi à. Ok, có lẽ chúng ta khám phá ra một vùng đất mới. Colombo tìm ra châu Mỹ, chúng ta đã kiếm được khu làng của ôi dồi ôi, Creeper. Mình có mang giường theo đúng không? Đúng rồi, bây giờ mình nên kiếm một cái nhà đấy rộng rộng. Hello dạ, hello dạ. Mình vào mình cái cơ bản hiện tại mình đang trấn nhà của chúng nó nhưng mà mình nghĩ là mình làm thế là cũng có lý do cả. Tôi là từ bọn này bán được cái gì hả, chúng mày đòi 21 cục lông với Emerald. Mày chúng mày biết mua bán đấy. Ý tao nói khi nói rằng chúng mày biết mua bán là chúng mày không biết mua bán gì cả. Mày bán cái kiểu quái gì. Mày bán cái kiểu đấy thì bố nào mua được. Ok bây giờ mình kiếm cái lò rèn nhỉ. Không biết là có lò rèn đấy không. Mong là có mình. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi nó đánh mình. Ôi dồi ôi, nó đánh mình. Shit. Kiếm. Sao tự nhiên đâu ra có con. Con Enderman tự nhiên sao đánh mình. Mình có làm gì đâu, đâu. Nhìn mặt nó à? Hello. Tự nhiên đâu ra mà con lì này nó nhảy ra xong nó đánh mình. Mày bựa vậy? May quá, hay quá, Ender. Viên ngọc Ender đầu tiên của mình. Mình nên vui nên buồn đấy. Sợ vậy? Hôm nay gặp đủ thứ sợ rồi nhá. Tự nhiên ngày gì mà lắm. Úi giời, dân làng tưởng cái gì. Bán cho mình cục than. À, nó đòi mua cục than mình với giá một ui dồi ôi. Thằng này bán thì có vẻ được rồi. Ui dồi 8 vàng. Nó mày kinh rồi. Nhà mày ui zombie, hello zombie. Mày có thể cút ra chỗ khác rồi. Vậy chỗ này tao nghĩ là nó đang sẽ chiếm. Cái làng này không gọi là to, không có lò rèn luôn, khá là buồn. Nhưng mà được cái có cái nhà to rồi. Xây. Đừng bắn em anh ơi. Em có giáp sắt thôi đấy nhưng mà đừng bắn em. Nhẹ nhàng với em thôi. Hãy nhẹ nhàng với em thôi anh. Nghe nó khá là tởm nhưng mà mình nói nghiêm túc ấy. Rồi ok confirm ở chỗ này chả có cái lò rèn nào cả. Khá là buồn. Nhưng mà thôi chịu rồi, hết cách rồi. Không nên mong chờ gì nhiều vào cái bọn này. Ít nhất là có cái làng ở đây là được. Thế nghĩ là cũng tạm tạm đến nỗi nào rồi. Ổn đấy, kiếm được cái làng mình sẽ ở tạm trong cái nhà to vãi cả linh hồn rồi kia. Thì coi như mặc dù ôi dồi hello, mặc dù ở giữa sa mạc này cũng không phải là ý kiến nó hay cho lắm nhưng mà cũng coi như là một cái gì đấy. Xin chào cả nhà, khỏe không cả nhà, giết hết chúng mày đây, từ bây giờ đây là căn nhà của tao. Rất tiếc.
Không, chúng mày thông cảm. Hơi dã man, hơi phát xít tí nhưng mà chúng mày phải thông cảm vào tao. Tao giờ mình tự nhiên từ đâu ấy lòi ra một thằng không ai biết cả, tự nhiên đến giết hết cả nhà người ta, cả nhà người ta để chiếm nhà, mình công nhận kinh tởm thật. Có mình quên nó không lấy cái chỗ ấy theo rồi. Quên rồi. Không lấy cái hộp theo. Thôi kệ, cây à? Cái gì vậy? Cái gì vậy? What? What? Mình vừa nhìn thấy cái... Cái gì đấy? Tự nhiên có cái ánh đỏ gì ấy? Kinh vãi! Bệ. Thôi, mình không thèm để ý nữa. Tập trung vào công việc của mình. Coi như không có chuyện gì xảy ra cả. Ôi giời ơi, thiếu cổ. Tập trung. Concentrate vào. Chẹp tiếng Anh nhưng mà không sao. Chúng ta phải tập trung cao độ. Vứt mấy cái thứ không cần thiết vào. À, đây là sa mạc. Có sắt à, mình có sắt à. Nhét vào thôi. Nhét vào thôi, sao mình nhét vào cái này. Nhét vào thôi, còn chần chờ gì nữa. Còn chần chờ cái chi nữa. Thịt cừu từ cái đảo kia giờ vẫn còn. Mình ăn rất tiết kiệm. Giờ mình nên đi ngủ. Fuck, xung quanh có quái vật. Thằng nào không cho tao ngủ ra đây nói chuyện cái mà. Ui con nhện kìa, to thế. To thế. Ôi giời đau quá. Rồi, con nào đang đứng bên cạnh nhà tao là. Ui giời cái con này. Chào. Ôi giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Ui giời. Không nhìn mà nó là được. Rồi, chưa gì được 2 viên NP. Chính ra sống ở giữa làng này khá là ổn đó, tại vì mình sẽ giết được nhiều quái vật hơn và sáng mạ rồi cần gì. Ôi rồi nó nhìn vào mặt mình. Nó chạy bậy. Ôi rồi ôi thôi lại khỏi ngủ rồi. Phát đầu thế mày, đánh ta một phát mày tưởng là xong là tao phải giết mày vì mày đánh tao rồi á. Không được đánh Khánh rồi á, đánh Khánh là tội tày trời luôn. Thôi đi ngủ, không là sắp sáng rồi. Ok, ngủ cho sáng luôn, đỡ phải chịu đựng cái sự khổ sở này. Ok. Vậy à, đêm hôm qua chúng ta đã sống ở giữa sa mạc mênh mông đầy cát. Bây giờ mình thử. Ôi trời ơi. Có vẻ đây không phải là cái đảo rồi. Rất tốt. Rất là vui. Dùng nham luôn mà. Uầy. Ôi đừng có đùa như thế. Vãi trưởng. Lại bảo đây là cái đài, một cái biển cát mênh mông đi. Uầy, đừng có bảo mà đây là một cái đảo cát chứ. Vậy sao chơi? Ở dưới này có cái hang to quá này. Thế là mình lại phải ở đây kiểu dân du mục à? Cái trưởng vậy? Ôi, cuộc đời du mục của mình bắt đầu từ đây. Đã kiếm được cái đảo, tưởng đất liền cuối cùng lại là một cái đảo. Mình chả hiểu mình có nói gì chứ bơ. Với cơ bản lại là làm một... Oh, không, không phải đảo đâu. Từ ấy nha, từ nha, tập trung. Úi rồi à, nó chỉ là chia ra một cái chỗ như thế, có phải không hay là nó là đất liền vậy? Ui nó đất liền à? Ui to thế, to thế, sao to vừa? Ui đất liền đó. Ôi rồi. Chúng nó trú dưới đám cây, giờ mình không làm gì. Thôi tốt nhất là né nó ra, mình cũng không nên mạo hiểm nhảy vào người của nó làm gì. Mình nên đi loanh quanh để gọi là đất liền hay là đảo vậy. Rất là, nếu mà nó là đảo đất liền thì mình rất là cảm ơn nữa. Còn nếu mà nó đảo, nó là một cái đảo khổng lồ thì cũng ok, tại vì nó to hơn cái đảo kia rất là nhiều. Có cả một khu lạ rồi, có vẻ đây chỉ là một cái đảo. Thất vọng, nối tiếp thất vọng. Cuộc đời tôi là thật là tàn tạ và tan nát. Không có gì buồn hơn cái việc này. Mình biết là không có gì quý hơn độc lập tự do, nhưng mà cái này hơi tự do quá, mình không thích lắm. Có không sao. Ở đây thì chắc mình nghĩ là cũng có nhiều hang thôi. Nhìn sơ, đếm sơ qua nãy giờ cũng có 3 cái hang rồi. Chắc là cái ngày mà mình tìm hết thì cũng cả là cái ngày mình à mình xem hết mấy cái hang đấy thì cũng là một cái ngày mà mình giết Ender Dragon. Thế ổn, vấn đề hơi buồn đi thôi.
cây. Rồi chúng ta sẽ chặt cái cây này. Vì mình vừa nói cây. Và đâm chật. Chả hiểu. Dạo này mình pha trò nhạc tuẹt. Không biết nhiều bạn kiểu chế mà tung cảm. Scare, hai con skeleton biến mất mất rồi. Bọn xì ke té rồi. Nó không sao. Chúng nó gầy như công nhận chúng nó rất gầy như lũ xì ke thật mà, nhưng mà ok. Không thắc mắc. Không ý kiến. Từ mình cũng phải đứng lại đây đã, tại vì đấy, tại sao mình phải đứng lại? Là vì cái này đấy. Rồi thì rơi nốt ra mà. Rồi hết đây. Khá là cay khi cái làng đấy nó lại không có gọi là lò rèn. Mình hơi thất vọng. Hơi hụt hẫng. Khá buồn. Cắm phát xuống đất là phụp. Sao chỗ này không rơi cái một cái hạt cây hạt giống cây nào như nào? Rơi cành cây đây mà. Vâng, mày gọi hai cái đây. Cắm hết đây. Rồi, xong hai cái. Mình không giỏi tiếng Việt lắm nhưng mà ok rồi. Bây giờ tình hình là như này, chúng ta sẽ xuống cái hang kia để gọi là thám hiểm. Mình cũng có khá là nhiều đuốc, mình không phải xoắn cái vấn đề đấy. Cái hang đấy là cái hang nào ấy nhỉ? Tốt rồi, mình quên mã mất cái chỗ đó, chỗ cái hang đấy là chỗ nào rồi. Chỗ này được cái lúa xanh tê tốt à? Mình không cần phải lo chuyện. Ôi trời ơi, chưa chín đã. Phục. Nhưng mà mày, cái texture pack này khó nhìn khi nào chín quá. Thôi kệ, cứ từ từ. Chúng mày không trồng được một củ cà rốt à? Chúng mày phế vật thế. Có củ cà rốt ăn thay bữa, thay đổi bữa phải tốt không? Vừa tốt cho sức khỏe, vừa tốt cho tao nữa. Để xem nào, cái hang vừa nãy mình tìm thấy ở chỗ quái nào là, hình như ở chỗ này à? Phải chỗ này không? Ồ, có vẻ là chỗ này đấy. Trông kinh vậy, trông như kiểu mấy cái hang trong Prince of Persia. Kinh vồn. Ồ, than này. Ui dồi ôi, giật cả mình. Thôi kiếm mình phải để trong hòm, tất nhiên mình phải làm như thế rồi. Tất nhiên mà mình là khách mà, từ từ đã. Hai kiếm mình sắp hỏng rồi, tí nữa mình phải giải quyết cái vụ kiếm củng này, không chết rồi. Ok, xong giải quyết easy rồi, đào đúng than ra. Ui dồi ôi. Ok, trên này có cát nên là không phải không ngờ mà cũng có thể đoán được đó. Do mình không đem để ý đó. Mình đã được tìm được hai viên Ender Pearl, viên ngọc Ender đầu tiên của mình. Viên này thì mình sau này mình xuống được dưới cái chỗ mà ai cũng biết đấy, Nether ấy, thì mình sẽ giết con Blade xong rồi mình làm mắt xong rồi mình đi kiếm cổng giờ End là xong. Dạ, không vấn đề. Tối quá nhỉ. Ok, chỗ này cửa ra không có gì. Mình phải lại. Ui xồ ôi. Đứng đắn khi mình đi tìm vùng đất mới đấy. Chỗ này mới gọi là gọi cái hang chứ. Cái vừa nãy chắc chỉ được gọi là cái động thôi chứ hang quái. Cái này mới gọi là adventure chứ. Chả bù cho cái chỗ vừa nãy đi. Vào vòng đi ra. Cái gì đây? Trong này là cái gì? Wow, đẹp thế. Cái cái resort pack này vào trong sướng mắt này. Có mấy con ôi dồi xì kè. Ai rồi xì kè. Xì kè ơi đừng. Ôi dồi, có creeper kìa đang đùa. Mà đừng đùa nhờn chúng nó cho phát biết thế nào đời luôn. Mày nên nhớ mày đang chơi hardcore Khánh ạ. Một phút bốc đồng cả năm bốc xít luôn. Mày phải bình tĩnh, tự tin, đừng vô và không được manh động. Manh động phát lời mày nó cũng về mo luôn. Mình nghe tiếng nhện với cả creeper đã, nhện với cả skeleton gì kia mình không thích. Đấy là vừa nãy mình còn nhìn creeper nữa, mặc dù creeper không kêu tiếng mình nhìn thấy nó. Mình nghĩ là dưới kia không phải ở nơi tuyệt vời cho lắm để mình xuống à. Cắm cái đuốc, tại vì mình đang bật shader ra mọi thứ tối om được.
than này ngoài việc nấu nướng ra này, nông thôn mình cứ lấy nhiều chắc. Ôi rồi sao chúng nó lên được? Sao mày à không, để zombie à? À không, để skeleton. Sao mày có nguyên set xịn vậy? Hẳn là set da, đồ da à? Hẳn là quần bò, áo bò rồi, mũ bò, giày bò luôn mà. Sợ thật. Tao còn trả dầu với mày. Ai ui. Tao ghét chúng mày thế. Ôi rồi ôi. Thôi. Mệt. Ôi thôi ôi, tí nữa thì. Đúng rồi. Bắn con, từ từ. Bắn con creeper đi em. Ôi creeper lên đây rồi. Fuck 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 fuck. Mình thề mình ghét cái cơ chế tìm đường mới của bọn creeper và ai chúng nó đường nào mình cũng mò được. Chúng nó thông minh vãi trưởng. Nguy hiểm thật. Đừng bắn tao nữa mày. Khổ quá cơ. Fan cuồng. Muốn lên bắn vào đít anh Khánh. Cắm tên vào đít anh Khánh. Anh ơi cho em ký vào đít anh bằng một cái mũi tên thân thương và đầy lòng thân ái. Ra phải xuống nó giết mày. Không thể nào để mày sống được. Ai hổ. Khổ quá. Fuck. Đau. Khổ quá cơ. Sao mày trâu thế? Mày có rơi ra cái gì đáng để tao giết mày không? Không đúng không, tao biết. Ôi rồi lại nữa, cái sao đông thế. Ôi rồi ba con. Ôi rồi hai con mà. Hai con. Hai con. Hai con. Cứ thế này cuộc đời mình cũng đúng là về mo thật chứ không đùa đâu. Được bình tĩnh, tự tin, được manh động, ta nên làm thêm một độc đuốc vào. Ôi dồi, nhìn người mình kìa. Thân xác hoang tàn nay còn đâu. Ta mang bao tội lỗi. Ôi dồi, đằng sau. Đau tim. Ô, mắt nhẹ. Mắt nhẹ thì như làm thuốc nhìn trong đêm thế nào. Rất là nhiều kiểu tối thế. Biết người xem, nhiều bạn xem cho chắc nhìn thấy cáu lắm ấy. Tối ngon này thì nhìn quái. Yep, và chúng ta lại là cái hang cụt chứ không đến nỗi là to. Thất vọng tràn trề. Ô oh, không 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 không. Ôi rồi ôi không. Ui rồi, có vẻ là nó không béo lắm. Ha. Vai cả. Mình không, xin lỗi ạ. Em không dám đánh giá con ôi shit, thôi xong rồi. Em không dám đánh giá mọi thứ qua vẻ bề ngoài đã. Kinh quá, sợ quá, hãi hùng quá. Từ đã cắm nhét nào cho nó bịt tối thê. Mình rất là muốn tắt cái shader ấy rồi. Đẹp thì đẹp thật nhưng mà nó ảnh hưởng quá. Không thể nào chấp nhận được. Buổi sáng thì nó đẹp thật đấy, đẹp vãi cả linh hồn ra. Nhưng đến đôi đêm thì nó cũng dứa. Chả có gì đẹp. Ủa, đây có túi. Cái hang tối om của sự chết chóc kia, tao sẽ xuống và thu phục mày. Mong là thế. Mong là cuộc đời đó có lòng vị tha và cho mình thu phục cái hang này. Nó không dã man đến nỗi mình vừa bước sở cả xuống cửa hang mình đi luôn. Mình rất là mong là như thế. Ít nhất mình có một bộ giáp sắt cơ mà. Mình là chiến binh giáp sắt, mình là Iron Man mà, mình sợ quái. Úi dồi ôi mọi. Sao tự nhiên đói nhanh thế mày? Tao biết mày. Thôi từ từ tụt xuống rồi mình ăn táo. Trời, nhiều đồ ăn. Không phải sợ chết đói. Đẹp dai khoai to không lo chết đói. Đẹp dai táo to và đùi cừu to nó không hề lo chết đói. Khoai mình cũng chả có, hơi buồn. Trong cái con này chính ra trong Minecraft thì có. Ô, mình rơi cái mũ vừa. Có khoai đúng không? Mình rất là mong sau này Minecraft add khoai vào. Bây giờ thế nào nhỉ? Chúng ta hơi bị mất tập, mình hơi bị, không phải chúng ta, ai cũng rất là tập trung, nhưng mình hơi bị mất tập trung tí đấy đó. Mình đang nãy giờ mình đang ngồi hơi bị loanh quanh. Chúng ta sẽ làm thế nào bây giờ đây? Cái hang này trông rất là kích thích, rất là muốn xuống đấy, nhưng mà mình cũng thấy xoắn. Ai mà không xoắn thì chắc kiểu điêu, ngồi xem mình mới không xoắn thôi. Làm gì có chuyện gì cái hang đen xì không xoắn, thử đang chơi hardcore xem. Ôi dồi ôi, xoắn vào mắt đây. Ôi dồi ôi, ôi dồi ôi. Đường cụt, đã cụt lại còn có cái creeper mới nhục. Phí là công tử xuống đấy. Khổ thân tôi thế này.
Từ từ ấy. Tôi suy luận tí á. Từ từ bật to tiếng lên tí mà. Đấy là như này này. Ôi dồi, khiếp tiếng to thế. Music là sao? Mình suy luận này nhá. Ở xung quanh đây không hề có zombie thì chắc chắn có tiếng zombie ở gần đây, chắc chắn phải có zombie. Thế thì xung mà zombie chỉ đi bộ thôi chứ nó không bay được, và nó không đi xuyên tường được. Thế nên khả năng cao ấy, ở gần đây có cái hang nào. Và mình đang đến rất là gần. Hello. Mong các anh nhẹ nhàng với em, đừng có mạnh mẽ quá. Thôi em hơi xoắn, từ các anh đợi em tí nhé. Chúng ta có thể bàn về chuyện này sau. Chúng ta có thể nói chuyện này một cách rất là công tâm và nhẹ nhàng. Và chúng ta có thể dùng kiếm chẳng hạn, thay vì việc móc lốp nhau. Không biết anh nghĩ nào. Ồ, đừng cụt à, không sao, chỗ này có nhiều sắt mà, không sao, không sao. Lại cụt cái đời cơm ơi, hôm nay cho mình buồn quá. Chê quá, buồn, lỗ ruột lắm, muốn khóc, muốn bùng cháy quá. Bắt đầu mình nhắm lên, chỗ này cũng không có zombie. Thế nghĩa là sao? Nghĩa là gần đây lại có một cái hang nữa. Chào qua, mình không biết nó ở đâu thôi. Bây giờ về chính thức là mình đang đào mò đấy. Tựa mình còn đây chị kia. Cầm cái đuốc ở đây mà. Ok. Đây có sắt. Và mình nghĩ là mình nên làm một cái trạm nhỏ nhỏ ở đây. Coi như là còn phải. Ok. Mình mong đấy không phải do mặt đất vọng xuống. Mong là gần đây có cái hang thật. Chứ không phải do mình hoang tưởng. Wow, để tạm đây. Ít copper stone. Rồi, ok. Làm cái lò ở đây. Lồi lửa lên em. Bây giờ mình sẽ phải đi tìm xung quanh đây xem. Cái gần đây à? Chính xác ở chỗ nào nhỉ? Nó bên này. Thực ra thì mình cũng không rõ lắm. Nghe tiếng lạch cạch cạch của bọn skeleton ấy, Sika đấy nhưng mà. Ôi giời. Nó là cái vừa lấy thôi mà chả có gì. Đi vào đi ra buồn đấy. Thế rồi cái chỗ quái nào nhỉ? Nghe tiếng zombie mà kiểu không biết nó chỗ nào cả. Nghe chế thật. Hình như chỗ này có phải không? Bây giờ mình chỉ đang đào mò ấy, không rõ được, không thể nào đoán. Mất rồi. Ôi giời, có quay vãi. Fuck it. Ha, bây giờ chúng ta sẽ làm một cuốc. Trời ơi, nghe bọn kia khó chịu thôi. Chế thật. Mình đang làm cái gì đây đấy? Mất tập trung là khổ thế đấy. Tạ bạn giỏi một cái nữa với cả mình lên. Mình quên mất, mình không để ý mấy cái achievement này. Achievement tổ mình vẫn chưa làm Taken rồi này. Thế nên cái tiếp theo mình sẽ làm một cái hot topic. Mình tưởng mình làm một chục lần rồi mà không, thế là mình làm hot topic rồi. Lại nhỉ. Nào cả chục lần luôn chứ mày. Bây giờ nó mới tính. Ok. Hiểu nhau hơn tí rồi đấy. Nhét cái vào đây. Lấy nửa cái này. Cho vào đây. Xong. Bây giờ mình sẽ làm một cái cuốc. Không, một kiếm sắt. Tại vì kiếm đá của mình đã sắp free rồi. Time to strike. Rốt cục chúng mày ở đâu? Tao ghét chúng mày thế. Hay là trên nóc, trên ngay trên đầu mình nhỉ, mà mình không biết. Xem nào. Mong là mình đúng. Không thì mình cũng khá là buồn.
Yep, vớ vẩn trên này là mặt đất. Buồn. Anh ơi, có ai gào trên đấy không? Nghe từng rơi mà, thế không phải ở trên mặt đất rồi. Chán luôn. Phí cái công vào đây, buồn quá. Không hack map rồi, tiếc quá. Acquire hardware, giờ mình mới được acquire hardware, mặc dù mình được từ rất là lâu rồi. Đã từ rất lâu rồi. Bây giờ thì đi nào đấy. Ok, chúng ta lên đây rồi. Bây giờ mình sẽ thử đi loanh quanh do thám nên rốt cuộc cái tiếng đấy nó phát ra từ đâu. Hình như mình nhìn thấy một cái tường sắt. Tiếng gì đấy? Rất là mong không phải tiếng mặt đất. Thật sự rất là mong không. Ôi dạ. Nó là tiếng mặt đất đó. Không có gì quan trọng đâu. À không. Gặp, người ta là tiếng mặt đất đấy. Fuck. Nghe lách cài cái. Tủ sắt này. Lấy luôn. Cái gì mà ngại. Ngại cần chi, ta ngại ngần gì. Rồi. Nóng thật, hôm nay Hà Nội nóng thế. Ngốt lắm đấy. Ngồi gần cái máy nó như cái lò thiêu ấy, sợ thật. Máy tính khi mà hoạt động quá nhiều thường nó phát ra hơi nóng. Thế bây giờ là mình như kiểu ngồi gần cái lò thiêu. Chả gì cái gì này cả. Ê. Cục chúng ai ở đâu? Ở zombie skeleton. Đấy, rõ ràng chỗ này rất là to chứ. À, thôi, đào bừa cái ô sắt đấy, lại sắt đấy. Ngon. Nó ở rất là gần đây đấy. Nghe rõ lắm ấy. Nhưng mà mình đào không trúng được, khổ thế. Đấy, to lắm rồi đấy. To lắm rồi đấy. Chúng mày ở đâu? To lắm rồi đấy. To thế. Trên này không đúng không? Không phải, thế là dưới à? Không phải. Cái bên này à? Không phải. Bên này. Yep, chịu. Chịu chặt. Tức có cái tiếng nó phát ra cái chỗ quái nào ấy. Chúng mày hack xuyên tường thật đấy à? Tao đùa thôi mà. Chơi tao phóng. Rao đấy lộ mặt lộ cái. Cô đơn trong đây xoắn quá. Chỗ này rõ nhất. Chỗ này rất là rõ đấy. Mình thề. Mình mà không tìm ra cái lũ đấy mình khó chịu lắm. Mà chúng nó trốn chỗ đâu mà kỹ thế. Ố. Nope, vẫn không phải. Mà ngó chứ ghét thế. Thương chế quá. Trời ơi cuộc đời này. Uầy. Nghe khó. Chúng mày ở dưới này à. Thảm sát rồi đấy bọn khổ nạn ạ. Chúng mày có biết là tao tìm mất bao nhiêu công mày, tao mà tìm được chúng mày không hả? Cờ khó này. Chúng mày rên bên cạnh. Ôi dồi thằng này kiểm sát là sợ vãi. Cuối cùng cũng tìm thấy chúng mày rồi. Ê con lìn rơi tao phải giết cả mày. Mặc dù mày không làm gì tao. Ok. Đây rồi, I'm skeleton, khỏe không em? Tao phải giết mày. Yes. Đường cút. À. Ok thôi không sao. Mình mình tự ngồi nghĩ ra mấy cái lung tung mà đấy do mình có do ai quá à do người à do có phải do game quái đâu phải do chúng nó đâu. Mình tự ngồi mình nghĩ trong này có cái hang to vãi cả linh hồn xong là mình tự đi tìm các thứ rồi mình tự cho mình quyền đi thảm sát chúng nó mình cái vấn đề là mình ổn mà đâu có gì đâu. Lại thêm một ngày nữa phiêu lưu phèo lòi mắt của Khánh. Chúng ta sẽ đành phải rút về nhà trong đau đớn và buồn tủi vì chả làm được cái ăn hại gì cả ngoài đào sắt với cả than. Buồn quá. Cảm thấy khá là buồn. Ô 18 xếp kìa. Sợ nhiều xếp ấy.
hạnh phúc hạnh phúc gần chết rồi. Rồi về nhà, chúng ta cùng về nhà nào các bạn trẻ. Hôm nay là lại thêm một ngày nữa chúng ta fail lòi mắt ra, tại vì chúng ta chả tìm được cái gì hay ho cả. Ai và cái chỗ này nó bị mất một khóc, khó hiểu vãi trường, thế nào mà nó lại làm được thế nhỉ. Oh, mệt quá, buồn, thất vọng, đau đớn, buồn tủi ghê gớm. Đây là chỗ này là hết rồi đấy, xác xác nhận là chỗ này không còn là gì nữa đúng không? Chúng ta sẽ đánh dở, không phải cái chỗ này là đường chả có quái cả thật. Thế cái chỗ vừa lấy mình làm sao mình vào được chỗ này nhỉ? Mình chạy vào bằng cái đường quái đấy, chắc chắn là mình không phải nhảy cái đường này rồi. Ăn cái đã tính sau, đang đói lòi mắt ra rồi. Rồi bây giờ thì kiếm cái đường vào mình đánh dấu ở đằng sau đỡ mà kiểu nhìn thấy ông kiểu phợt lên nhảy vào đâu nhỉ, chỗ nào nhỉ? Ồ chỗ này, có vẻ chỗ này đấy đúng không nhỉ, thử vào thôi mà. Ồ không, chỗ này là một cái hang khác luôn mà. Ồ, trong tập tiếp theo của Minecraft Hardcore Survival chúng ta sẽ vào thử xem cái hang này có cái quái gì. Xin chào tạm biệt và hẹn gặp lại mọi người trong phần sau của Minecraft Hardcore Survival. Goodbye.